Cách xử lý những cái đơn đặt hẹn và cái cách xem báo cáo những cái đơn đặt hẹn đó cũng như là những cái dịch vụ. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu nha các bạn ha. Mình giới thiệu lại ha. Anh tên là Minh, anh là một trong 4 trainer của công ty. Hôm nay có mặt ở đây để giới thiệu với các bạn một cái chủ đề tiếp theo. Anh xin phép nha, chia sẻ màn hình. Mình sẽ cùng với nhau học về cái cách xử lý những cái đơn đặt hẹn và cái cách xem báo cáo những cái đơn đặt hẹn đó cũng như là những cái dịch vụ của doanh nghiệp của mình. Trước khi đi vào cái chủ đề này á, thì cho mình nói rộng một chút ha, là trong những cái bài trước đây các bạn hay học á, thì các bạn có thể thấy rằng là những cái cửa hàng hoặc là những cái phần thành phần thì chủ yếu xoay quanh những cái sản phẩm và những cái mà bày được bày bán, thì mình hay gọi chung chung đó là những cái hàng hóa và những cái sản phẩm, đúng không? Cái hệ thống go sale của mình song song cái việc mà chỉnh sửa cũng như là đăng bán những cái mà mình gọi là sản phẩm đó, hàng hóa sản phẩm đó, thì mình vẫn có hỗ trợ cho khách hàng một cái chỗ để khách hàng tạo những cái chương trình, những cái dịch vụ để có thể khách hàng, những cái người buyer họ có nhu cầu họ đặt những cái dịch vụ đó để họ tham gia và sử dụng và trải nghiệm những cái dịch vụ đối với của khách hàng của mình. Thì đây cũng là một cái rất là thú vị dành cho các bạn, thì các bạn có thể mang nó ra để trình bày với trong những cái buổi demo khách hàng của mình. Thì mình nói rộng ra một chút á, bất kỳ một cái sản phẩm nào á, hoặc là những cái sản phẩm mà liên quan đến ăn uống hay trải nghiệm hay là thức uống hay là có một cái yếu tố mà có thể sử dụng hoặc dùng thử á, khách hàng của mình, thì các bạn có thể xây dựng những cái ý tưởng để tạo ra những cái dịch vụ cho khách hàng của mình. Rồi ví dụ nha, mình chia sẻ một chút ha. Ví dụ như là mình thấy rằng là có những cái quán cà phê á, trước đây họ chỉ đơn thuần là họ bán cà phê thôi, cái này là anh ví dụ nữa ha. Thì bây giờ là họ thấy được rằng là cuối tuần thường các ông bố bà mẹ có những đứa con thì thường hay dẫn con nít đến, thì họ thay vì họ bán cà phê thì bây giờ họ đề co lại một chút, họ xây dựng một cái khu dành cho trẻ em chơi, đúng không? Thì đó là những cái dịch vụ đi kèm cái sản phẩm của mình. Anh nói rộng ra một chút để cho các bạn hiểu ha. Rồi ví dụ những cái chỗ mà bán những cái sách, những cái sách hay những chuyện hay là những cái liên quan đến văn phòng, họ có thể xây dựng những cái dịch vụ để tiện ích để kế bên cửa hàng, để khách hàng của mình có thể trải nghiệm những cái dịch vụ đó. Thì hôm nay là mình sẽ tìm hiểu cái cách để tạo những cái dịch vụ đó như thế nào, và mình sẽ trải nghiệm cái việc là khách hàng của mình, buyer, cái người buyer họ sẽ đặt lịch hẹn như thế nào. Rồi nội dung chính của ngày hôm nay thì mình sẽ học qua cái cách đăng bán dịch vụ, cập nhật lại thông tin dịch vụ. Nếu mà mình không muốn bán nữa thì mình có thể xóa bỏ nó. Rồi trong cái quá trình mình đăng dịch vụ đó, thì khi mà có khách hàng đặt những cái lịch hẹn thì mình sẽ xem thông tin đặt lịch hẹn như thế nào. Mình xác nhận mình hoàn thành đơn lịch hẹn. Rồi mình sẽ xem qua cái tổng quan và cái báo cáo. Rồi nội dung như vậy ha các bạn ha. Thì trong quá trình training thì nếu mà có cái sự cố nào liên quan đến âm thanh thì các bạn vui lòng chat vào ô chat box để anh nắm được cái thông tin, anh có thể ngưng lại và anh hỗ trợ các bạn lại những cái thông tin đã bị miss. Rồi mình sẽ bắt đầu ha. Mời em. Rồi anh xin phép mở trang admin của mình ha, để anh hướng dẫn các bạn những thao tác luôn. Rồi trong lúc anh hướng dẫn thì khi anh hướng dẫn xong một phần nào đó thì anh có thể yêu cầu các bạn trong lớp mình, kể cả các bạn online, mình sẽ thực hiện lại giúp anh những cái thao tác mà anh vừa hướng dẫn ha, cho nên các bạn chú ý giúp anh. Rồi mình đang ở giao diện trang chủ admin của sale. Thì bình thường á, nếu mình nói về sản phẩm thì mình sẽ click vào sản phẩm để mình edit, đúng không các bạn? Tuy nhiên đây là những cái dịch vụ, cho nên mình sẽ click vào cái phần nó có cái chữ là dịch vụ ở đây để mình tạo những cái dịch vụ của mình. Rồi khi mình click vào dịch vụ thì ở đây là cái trang
tổng quan về những cái dịch vụ mà doanh nghiệp mình đang có. Mình có thể sử dụng bộ lọc tìm theo tên y chang như là ở bên sản phẩm thôi, mình có thể gõ một vài ký tự. Ví dụ như chữ bánh nè. Đó, thì nó sẽ lọc ra những cái dịch vụ có cái ký tự là chữ bánh này. Rồi. Rồi, mình có thể lọc theo những cái trạng thái như là đang đang được bày bán, đã ngừng bán hoặc là dịch vụ đang bị lỗi. Rồi, mình có thể lọc theo những cái bộ sưu tập. Được không? Rồi anh nói một chút ha. Đối với những cái sản phẩm mà nó thiên về dịch vụ như vậy á, thì mình vẫn tạo những cái bộ sưu tập nó cho nó giống như là cái những cái sản phẩm ha. Rồi, thì mình có thể tạo những bộ sưu tập ở trong cái phần bộ sưu tập dịch vụ ở đây. Thì khi mà mình tạo cái bộ sưu tập này, đây là một cái cách để mình tạo những cái bộ sưu tập để mình nhanh chóng mình tìm đến thôi. Mình tìm đến để mình lập nó ra cho dễ thôi. Rồi sẽ có những cái mà ví dụ như các bạn thấy là cửa hàng của anh đang có ha, như là dịch vụ tổng hợp, rồi những cái workshop học làm bánh, dịch vụ và tổ chức sinh nhật. Nó sẽ chia ra rất là nhiều cái ha. Thì mình muốn tạo nó cũng rất là đơn giản thôi, mình click vào tạo bộ sưu tập dịch vụ. Mình đặt tên bộ sưu tập. Mình sẽ chọn kiểu của bộ sưu tập là thủ công. Là thủ công có nghĩa là thêm từng dịch vụ bộ sưu tập hay là tự động. Tất cả dịch vụ hiện tại tạo mới sẽ được tự động cập nhật vào bộ sưu tập này. Bình thường thì mình sẽ để kiểu là thủ công. Em có cái remote, cái remote máy lạnh em mở lớn cho mình. Ê, mở nhỏ xuống cho mình chứ quên. Rồi, đó khi mà mình tạo xong bộ sưu tập thì nó sẽ hiện ra đây ha. Ví dụ như bây giờ là anh có những cái này đây. Những cái loại, những cái bộ sưu tập như vậy. Và bây giờ để mà tạo mới một cái dịch vụ nào đó thì mình có thể click vào tạo dịch vụ. Rồi, ở đây thì ở cái trang khi click vào tạo dịch vụ nó cũng giống như là cái phần mà sản phẩm thôi. Tuy nhiên á, các bạn cần phải phân biệt ha, ở sản phẩm thì nó có cái liên quan đến cái kích cỡ đúng không? Phân loại này nọ thì các bạn sẽ làm nó chi tiết hơn. Còn đối với dịch vụ thì nó có cái gì khác? Dịch vụ nó chỉ khác cái sản phẩm ở chỗ á, ngoài tên, ngoài mô tả, ngoài giá ra thì nó có cái phần gọi là cái dịch vụ đó diễn ra ở đâu và những cái khung giờ nào nó xảy ra cái dịch vụ đó. Rồi mình cần phân biệt ha. Đối với sản phẩm á, thì mình còn có các phân loại đúng không? Đúng không? Phân loại theo màu sắc, phân loại theo cái nhóm sản phẩm ha. Còn bây giờ đối với dịch vụ thì nó không có phân loại kiểu đó. Nó khác cái chỗ là địa điểm và thời gian diễn ra cái dịch vụ đó. Rồi anh sẽ thực hiện thử ha. Ở đây thì anh có một cả vài cái dịch vụ. Anh ví dụ như là cái lớp học làm bánh bánh crepe đây ha, anh có thể vào để anh chỉnh sửa. Đây, như đây là cái mà dịch vụ anh đã tạo ha. Mình muốn sửa thì mình click vào cái bút chì mình edit. Bây giờ mình như là mình đang chỉnh mới đi ha. Lớp học làm bánh crepe. Đó, anh tạo cái tên. Anh để giá niêm yết. Đây là 500 ngàn. Giá bán hiện tại ngay thời điểm này là 400 ngàn. Rồi mình viết mô tả ha. Bánh crepe là một bánh vô cùng thơm ngon nổi tiếng. Viết vô. Rồi mình chọn bộ sưu tập. Cái này anh chưa chọn bộ sưu tập. Bây giờ anh sẽ chọn, rồi anh sẽ chọn nó thuộc bộ sưu tập workshop học làm bánh ngọt cơ bản tại nhà. Rồi anh chọn hình ảnh bỏ vô đây. Địa điểm và thời gian. Rồi ở đây á, các bạn nắm cái chỗ này quan trọng ha, các bạn nắm này cho anh nè, là đối với cái phần chi nhánh ở đây á, các bạn hiểu ha, là cái địa chỉ sẽ diễn ra cái dịch vụ này. Rồi ở đây có một số bạn hiểu lầm ở cái chỗ này nè. Các bạn rất là quen với cái việc mà chi nhánh ở trong cái GoSale của mình rồi. Thì ở đây mình phải gõ lại cái địa chỉ nha. Nếu mà cái dịch vụ nó diễn ra ở cái địa chỉ của chi nhánh luôn thì mình vẫn phải gõ lại, chứ mình không có kiểu mà mình sổ ra ở cái chi nhánh. Hiện tại thì cái cửa hàng bánh của anh đó thì có hai chi nhánh đó. Là một cái là ở ở quận Gò Vấp và một cái là ở quận Nhất. Tuy nhiên thì là
cái dịch vụ này không có nghĩa là nó sẽ diễn ra đúng ngay tại cái địa chỉ của cái chi nhánh đó, mà nó có thể là cái lớp học, mà nó có thể diễn ra ở một cái trường, một cái trung tâm nào đó, đúng không? Mà mình đăng ký thì mình cần phải nhập địa chỉ đó ra. Và khi mình nhập vào thì mình sẽ nhập đầy đủ địa chỉ, thì mình sẽ nhấn enter là nó sẽ ra cái địa chỉ. Được không? Ví dụ anh sẽ nhập thêm một địa chỉ mới. Rồi đó, anh mới nhập địa chỉ mới ha. Anh enter một cái, nó sẽ đăng ký cái địa chỉ này. Ha. Rồi nhập vào khung giờ. Khung giờ là gì? Các bạn hiểu khung giờ là gì? À. Cái khung giờ ở đây các bạn phải hiểu chính xác rồi. Cảm ơn em chính xác ha. Cái khung giờ ở đây là cái khung giờ mà khi khách hàng của mình là cái người buyer họ đặt á, là tới cái giờ đó sẽ diễn ra dịch vụ đó, chứ không có nghĩa là cái khung giờ mà người ta có thể tới người ta đặt hàng ha, nó không phải cái đó, hai cái nó khác nhau ha. Nhiều khi cái này anh phải nói rõ, tại vì có một số bạn hiểu lầm á, là khung giờ ở đây nếu mà mình học không kỹ mình cứ nghĩ khung giờ là tới tới cái giờ đó mới đặt được, đó là không được, không có đúng ha. Cái khung giờ này là cái khung giờ mà cái người chủ của dịch vụ này họ chọn để diễn ra cái dịch vụ đó trong ngày. À, thì ở đây như các bạn có thể thấy rằng là anh đang để ba cái khung giờ ha, như 10 giờ, 10 giờ sáng, 2 giờ chiều và 6 giờ chiều. Ví dụ như nếu mình không thích thì mình có thể tắt, mình đánh dấu ít, mình bỏ nó đi, anh sẽ đổi lại ha 10 và 17 giờ chẳng hạn. Rồi khi anh để vô vậy ha, thì nó có một cái gợi ý ha, format ở đây nè, how 2 chấm minute, theo giờ 24, cho nên mình nhập đúng cái công thức này giúp anh. Rồi khi mình nhập đúng rồi thì mình nhấn enter, thì nó sẽ ra cái đúng cái khung giờ. Và bây giờ nếu mình muốn thêm nữa thì mình nhập tiếp một cái khung giờ khác nữa, ví dụ 19 giờ. Rồi tùy theo dịch vụ của mình sẽ chọn cái khung giờ, và cái người chủ cửa hàng họ hoàn toàn có thể edit được những cái này bất kỳ lúc nào, được không? Một số dịch vụ thì có thể diễn ra buổi sáng sớm, một số dịch vụ chỉ bắt đầu từ khoảng 2-3 giờ chiều cho đến tối, một số dịch vụ diễn ra vào ban đêm tới sáng, không biết được, thì tùy theo cái cửa hàng của mình. Ok ha. Thì cái này á, là do cái người chủ họ set up, cho nên là nếu mình là bản thân mình là sale á, nếu mình là sale mà khách hàng của mình đang hướng tới á, là những người mà có làm dịch vụ á, mình cũng nên tìm hiểu những cái khung giờ trước. Mình nên tìm hiểu xung quanh cái thị trường, em thấy rằng là đối với dịch vụ này là người ta hay làm ở cái khung giờ này. Anh chị nên nhớ khung giờ này tham khảo thêm ha, mình có thể bỏ nó vô. Đó là những cái cách để mình có thêm cái lý lẽ, cái lý luận để mình nói chuyện với khách hàng. Ok. Rồi sau khi mình chọn xong thì các bạn thấy được cái khung ở phía dưới này ha, nó sẽ sổ ra chi nhánh, danh sách cái chi nhánh có cái dịch vụ này và các khung giờ của chi nhánh đó, nó đang sổ ra ở đây. Đó, bây giờ nếu mà bây giờ anh nhập thêm một chi nhánh nữa thì nó sẽ hiện ở dòng thứ ba ở đây. Được không? Rồi. Tương tự như sản phẩm nó đã đều có những cái dòng như thiết lập các từ khóa liên quan đến cái phần SEO. Cái này thì nó không khác gì. Rồi. Khi mình sắp xếp hết tất cả các thông tin xong, mình bỏ hình ảnh, mình viết mô tả. Thì mình viết mô tả rồi mình bỏ vào bộ sưu tập xong xuôi, mình niêm yết giá thì mình bấm lưu. Mình bấm lưu sản phẩm thì nó sẽ cập nhật lại. Đó, nó hiện lên cập nhật dịch vụ thành công. Cập nhật dịch vụ thành công nghĩa là sao, là anh đã tạo rồi, anh vô anh chỉnh sửa và anh cập nhật. Còn nếu mà tạo mới là mình sẽ có cái bảng hiện lên là tạo dịch vụ thành công. Ok. Rồi xong, bây giờ anh sẽ coi những dịch vụ anh đang có ha. Đây mình sẽ có cái gì, rất nhiều dịch vụ mà cửa hàng anh đang có. Lớp học làm bánh, bánh crepe, bánh mochi, bánh tiramisu, bánh pizza đó.
Đây là đội ngũ trainer nhà anh đã tạo ra được rất là nhiều dịch vụ như vậy. Và mình muốn chỉnh sửa cái gì thì mình cứ vào cái phần có cái dấu hiệu edit, ở đây là cây viết chì thôi. Rồi bây giờ nếu anh không muốn anh ngừng cái dịch vụ nào đó, anh có thể xóa nó, anh phải click vào để anh xóa. Được không? Cái ký hiệu trash này, cái thùng rác đây ha, mình có thể xóa nó bất kỳ lúc nào. Rồi, khi mình tạo xong, mình mở web mình ra, mình coi ha, coi nó có không, nó đã được đăng lên chưa. Thì cái cách trình bày website thì nó đã được hướng dẫn cho các bạn ở một một vài bài khác rồi ha, cho nên anh sẽ không nói lại cái phần thể hiện cái website của mình. Rồi anh click vào cái phần dịch vụ của anh, đây có ha, lớp học làm bánh crepe. Rồi bây giờ anh sẽ thao tác demo thử một cái thao tác là có khách hàng họ đặt cái dịch vụ của mình ha. Rồi đây là website ha, và anh đang ở một cái trạng thái là chưa có đăng nhập, được không? Đây nè, anh chưa có đăng nhập. Rồi anh sẽ chọn cái dịch vụ này, anh muốn học nó. Rồi, tương tự thôi, thì nó sẽ hiện ra một cái trang giao diện hết sức là quen thuộc, giống như là đặt sản phẩm. Tuy nhiên nó sẽ không có cái vụ mà trình bày theo cái kiểu SKU của sản phẩm, mà nó trình bày theo một cái cách mà mình đã thiết kế, đó là tại vì đây là dịch vụ mà, nó sẽ hỏi mình là bao nhiêu người tham dự. Đối với sản phẩm thì nó là mua số lượng bao nhiêu, còn cái này là bao nhiêu người tham dự, đúng không? Rồi ví dụ mà đi 2 người thì mình để số 2 vô đây. Rồi mình sẽ chọn tiếp. Hồi nãy mình có 2 cái chi nhánh đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn, mình là người mua ở đây, mình sẽ chọn cái chi nhánh này. Được không? Rồi thời gian diễn ra mình muốn tham dự cái dịch vụ đó ha, cái event đó. Ví dụ như bây giờ anh chọn 27 tháng 10 luôn, hồi lúc 14 giờ luôn. Anh chọn, anh giữ nguyên. Còn nếu không, anh có thể click vô, nó sẽ sổ xuống những cái khung giờ còn lại trong ngày, được không? Ví dụ như bây giờ hôm nay là ngày 27, cho nên hồi nãy các bạn có nhớ anh tạo là anh có cái suất 10 giờ sáng đúng không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ là đã qua cái 10 giờ sáng rồi, cho nên nó không còn ở đây nữa ha. Thì nó để là 14 giờ, 17 giờ, 19 giờ như là mình đã edit. Ví dụ như bây giờ anh thử ngày mai coi. Để qua ngày 28 cái đó, sổ xuống nó có 4 khung giờ của mình đây. Các bạn hiểu ha? Chứ nhiều khi mình phải nắm cái này ha, tức nghĩa là nếu mà nó đã trải qua cái khung giờ đó rồi thì nó sẽ không không hiện lại ở trong cái ngày đó nữa. Rồi bây giờ anh chọn ngày hôm nay. Anh chọn 14 giờ. Rồi anh sẽ xem thử ha, nó cũng tương tự thôi, là một cái mô tả ha. Lúc nãy anh có để một ít cái mô tả đó thì nó cũng hiện đây. Hình ảnh mình up lên như thế nào thì nó sẽ thể hiện bên này cho khách hàng của mình thôi. Được không? Rồi anh đặt lịch ngay ha. Rồi. Bắt đầu đang ở trang check out ha, trang thanh toán ha. Thì nó cũng tương tự như kia thôi, cái giỏ hàng của mình gồm có 2 suất tham dự cái lớp học làm bánh crepe này. Giá tiền là 800 ngàn. Được không? Rồi bây giờ mình thanh toán thôi. Có mã khuyến mãi thì mình add vô, còn nếu không có thì thôi, cứ bấm tiếp tục. Rồi vẫn là một trang chọn phương thức thanh toán ha, mình có Visa, mình có thẻ ATM, mình có tiền mặt, mình có Momo. Anh sẽ chọn phương án tiền mặt. Bây giờ ví dụ như là anh cái người mà đặt dịch vụ đó, khi họ đặt thì nó bắt buộc nó hiện ra cái trang thông tin này để họ điền. Cái việc điền thông tin khi mà đặt dịch vụ quan trọng không mọi người? Quan trọng không các bạn? Rất quan trọng ha. Giống như bây giờ người ta đặt xong, người ta không để gì lại hết thì làm sao mà liên lạc, lỡ có chuyện gì thay đổi làm sao liên lạc, đúng không?
Ví dụ anh sẽ nhập số điện thoại ha. Anh lấy cái email này đi. Rồi. Ở đây ha, ở cái trang checkout này nó có một cái rất là hay, đó là hệ thống của mình cũng để một cái information cho khách hàng luôn là khách hàng vui lòng nhập email để nhận thông báo về cái lịch hẹn. Đôi khi là có một số người đó là họ sẽ không có nhớ chi tiết, thì nếu khi mình gọi điện thoại mình thông báo vậy thôi nhưng mà họ sẽ không nhớ chi tiết. Nhưng mà nếu mà họ nhận được một cái email thì họ có thể là học đọc sơ qua nhưng mà cuối cùng họ họ không nhớ chi tiết, thì cái mà họ cần là họ chỉ việc mở email là họ coi lại thông tin liền đó. Cái đó là tuyệt vời ha, cho nên rằng khách hàng nên, cái người đặt dịch vụ nên có cái email chỗ này, được không? Rồi nhập vô, nếu có ghi chú cái gì cho cái người chủ doanh nghiệp này thì ghi chú. Rồi nếu không ghi chú gì thôi mình bỏ trống và mình sẽ bấm hoàn thành. Rồi đặt lịch thành công. Đặt lịch thành công này đó. Rồi ngay cái lúc này thì thông báo sẽ được gửi đến người bán, ví dụ như anh có cái app là nó báo liền có người đặt dịch vụ, được không? Đó. Rồi ở đây thì giao diện là giao diện đặt đặt hàng, đặt cái dịch vụ xong rồi thì mình cứ nhớ cái thời gian đó, địa chỉ đó mình đến thôi ha. Hoặc là ngay lúc đó khách hàng sẽ nhận một cái email, cái người đặt dịch vụ họ sẽ nhận một cái email thông báo là có cái đây ha. Đó, ví dụ như đây ha, đây. Đó, họ sẽ nhận được một cái email thông báo là đã đặt dịch vụ thành công ha. Đó, và cái mã đặt chỗ là như vậy. Rồi, đối với người chủ cửa hàng hoặc là chủ cái doanh nghiệp làm dịch vụ thì như thế nào? Nếu họ có sử dụng app thì họ sẽ nhận được cái thông báo như anh Minh vừa mới nói ha. Còn ở trên giao diện trang admin thì họ vào cái chỗ phần đặt chỗ để xem. Rồi. Rồi, ở cái phần quản lý đặt chỗ. Anh nói rộng là một chút ha. Đối với sản phẩm thì chủ cửa hàng sẽ quản lý bằng cái tab đơn hàng. Còn đối với dịch vụ thì người chủ sẽ quản lý bằng cái tab đặt chỗ. Ở cái phần đặt chỗ này thì cũng tương tự như đơn hàng thôi, mình sẽ có nhiều cái cách để mình lọc, để mình tìm kiếm cái dịch vụ. Ví dụ tìm theo tên của từng cái dịch vụ. Tìm theo mã đặt chỗ. Cái mã đặt chỗ là cái phân biệt. Ví dụ như đơn hàng thì có mã đơn hàng, còn dịch vụ thì sẽ có mã đặt chỗ. Đúng không? Đó, cái mã đặt chỗ là đã được gửi qua email khách hàng rồi ha. Khách hàng chỉ việc là cần hỏi cái gì thì gọi điện thoại đến doanh nghiệp của mình nói em ơi anh có cái mã đặt chỗ như vậy nè, anh muốn thay đổi thời gian, ví dụ như vậy ha. Đó, thì mình phân biệt với nhau bằng mã đặt chỗ. Mình có thể search theo tên khách hàng, số điện thoại, mã vạch khách hàng. Rồi mình có thể lọc theo những cái dấu thời gian. Đó, ví dụ như bây giờ anh lọc từ tháng 10 luôn rồi. Đó. Trong khoảng thời gian này có những cái dịch vụ này ha, có những cái đơn cái mã đặt chỗ như vậy. Và mình cũng có thể lọc theo những cái trạng thái của cái đơn đặt hàng này ha. Mình sẽ có các trạng thái như là chờ xác nhận, đã xác nhận, đã hoàn tất hoặc là đã hủy. Đó. Chờ xác nhận thì cũng giống như là cái đơn đặt hàng thôi, khi có khách hàng đặt hàng thì chủ doanh nghiệp phải vào để xác nhận. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào xác nhận cái dịch vụ này ha. Đây, mới đặt ha, anh sẽ vào.
Rồi khi click vào thì mình sẽ thấy ngay đó là cái mã đặt chỗ như vậy, và có một cái nút rất là quen thuộc màu xanh lá cây, đó là xác nhận. Tuy nhiên dừng lại một chút ha, mình cần phải coi lại một số thông tin. Phương thức thanh toán là tiền mặt. Trạng thái đang chờ xác nhận là chờ mình xác nhận đây. Ngày 27 tháng 10. Đó. Lớp học làm bánh tại cái địa chỉ ở Cách Mạng 8 này ha, số lượng là 2 khách. Đó, bây giờ mình trên vai trò là người bán hàng, mình khoan xác nhận cái này giúp anh. Mình sẽ làm một cái động tác đó là giống như là chăm sóc khách hàng. Song song với việc chăm sóc khách hàng là mình confirm luôn. Gọi điện thoại khách hàng này, dạ anh ơi, anh em vừa mới nhận thấy thông tin anh có đặt 2 suất để học làm bánh crepe đúng không, vào ngày này giờ này đúng không? Đó, thì khách hàng ok đúng rồi. Thì mình dặn là ví dụ như là mình sẽ dặn thêm một số cái để tỏ rõ cái sự quan tâm của mình đến khách hàng. Ví dụ như là anh ơi nè, đối với cái cửa hàng của em thì khi mà anh chạy xe đến thì anh gửi xe nó xéo xéo qua kế bên cái cửa hàng của em 2 căn, có cái bảng gửi xe đó, ví dụ như vậy ha. Đó là những cái mình can dặn khách hàng. Nhưng mà việc chính của mình đó là khi mình gọi lại để mình confirm chắc chắn rằng đúng là khách đó đang đặt dịch vụ này rồi. Nhưng nó sẽ xảy ra chuyện là khi mình gọi lại, khách hàng nói rằng là chết quên, anh quên mất, bây giờ anh đổi được không? Lúc trước anh đăng ký cho 2 khách nhưng bây giờ anh có 2 người bạn nữa muốn học cùng thì mình có thay đổi được không? Được, dạ được anh, được bằng cách như vậy. Click vào cái chỗ chỉnh sửa ngay đây. Rồi, khi click vào chỉnh sửa nó sẽ hiện ra một cái bảng thông tin. Nhưng mà vẫn có lưu ý ha, không thể thay đổi số lượng nếu đã thanh toán bằng thẻ Visa, ATM. Không thể thay đổi số lượng nếu đã sử dụng mã giảm giá hoặc mua sỉ. Ở đây mình không sử dụng gì hết, mình vẫn thay đổi được ha. Mình có thể thay đổi số lượng khách ở đây hoặc thay đổi ngày giờ. Ví dụ như anh đổi 4 khách cũng được ha. Đó, thì mình muốn đổi như thế nào thì mình có thể chọn những cái khung giờ mà khách chọn, hoặc là những cái thay đổi nếu khách muốn ở đây. Ví dụ giờ anh không đổi gì hết, không đổi anh có thể tắt. Đó. Rồi, xong xuôi hết rồi thì mình bấm xác nhận. Rồi, trạng thái đã được cập nhật. Rồi, lúc nãy nó là chờ xác nhận đúng không? Bây giờ nó đã được xác nhận rồi ha. Rồi bây giờ là mình còn cái ô nó đã đổi sang là đã hoàn tất. Rồi, các bạn cho anh hỏi ha, khi mình click vào cái ô đã hoàn tất này, ý nghĩa nó là gì ta? Vào xong. Chính xác ha. Thế bây giờ mình cứ confirm như vậy ha, rồi đến ngày giờ đó khách hàng đến sử dụng dịch vụ xong, anh đánh xong xuôi thì mình bấm đã hoàn tất. Được không? Rồi bây giờ anh tạm thời anh chưa bấm vô đã hoàn tất ha, anh coi coi mình có cái gì. Mình back lại cái phần đặt chỗ. Rồi. Đặt chỗ thì mình sẽ thấy cái gì? Cái mã đặt chỗ này lúc nãy là đang chờ xác nhận, và bây giờ nó đang là trạng thái là đã xác nhận. Nó khác với cái lớp ở trên kia là đã hoàn tất ha. Nó khác nhau chỗ đó ha, chưa có diễn ra mà, cho nên thì chỉ mới xác nhận thôi. Khi nào xong xuôi, diễn ra xong xuôi hết thì mình sẽ bấm đã hoàn tất. Đó. Được không? Rồi, khi mà mình đây là cái giao diện của cái trang mà mình quản lý hết tất cả các mã đặt chỗ ha, thì các bạn lưu ý ha, là mình sẽ coi mình nên kết hợp cái bộ lọc thời gian cũng như là cái trạng thái để mình tìm nhanh nhất đến cái phần mà khách hàng muốn hỏi nếu cần. Được không? Rồi, tương tự như sản phẩm thì mình sẽ có cái phần gọi là mình coi cái báo cáo của nó. Được không? Vì mình sẽ vào cái phần phân tích. Nếu mình coi phân tích đơn hàng thì coi những cái sản phẩm thôi, bây giờ mình coi những cái đặt chỗ thì như thế nào. Đó.
Rồi, ở đây ha, tổng đặt chỗ là 2. Rồi mình sẽ coi cái gì ở trong cái phần gọi là thống kê này, coi cái gì. Đầu tiên là mình sẽ muốn coi trong cái khoảng thời gian nào nó có một cái ô dấu thời gian ở đây. Click vào để mình chọn cái thời gian. Ví dụ như mình muốn coi trong hôm nay thì mình click chọn hôm nay. Nếu mình muốn coi trong tháng này thì mình sẽ click chọn tháng này, nó sẽ ra. Nó ra là trong tháng này có tổng cộng là 3 cái đặt chỗ ha. Tổng doanh thu là đối với cửa hàng của anh là có 3 đặt chỗ, tổng doanh thu là 1,6 triệu. Ví dụ vậy. Đó, thì mình sẽ coi được những cái báo cáo ha. Là mình sẽ so với cái tháng trước, hoặc là mình sẽ coi tất cả. Tất cả luôn, tổng cộng. Dịch vụ của anh mới quá ha, mới quá. Nên mới có 10 cái đặt chỗ thôi. Đó, ví dụ như vậy. Đó thì mình sẽ coi được cái tổng lượng đặt chỗ, tổng doanh thu. Ở cái biểu đồ này nó phân tích cho mình cả cái mối tương quan tuyến tính giữa tổng doanh thu và tổng đặt chỗ. Nó có một cái biểu đồ. Mình có thể coi được một cách tổng quan, mình trên vai trò là chủ, mình sẽ coi được một cách tổng quan những cái này. Đó. Rồi, mình coi biểu đồ xong thì mình có thể coi tiếp những cái mã đặt chỗ gần nhất. Nó mình kéo xuống dưới ha, mình sẽ coi được những khách hàng nào đã đặt những cái mã đặt chỗ nào, tổng cộng là bao nhiêu tiền, nó thể hiện ở đây hết. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ coi như là mình sẽ về lại cái chỗ quản lý những cái mã đặt chỗ hồi nãy, và bây giờ mình coi như là khách hàng đã trải nghiệm xong cái dịch vụ của mình. Thì mình sẽ vào mình click chọn hoàn tất nó. Rồi, đây chưa thanh toán ha. Hoàn tất. Trạng thái đặt chỗ được cập nhật. Rồi, các bạn thấy điều gì? Trạng thái nó chuyển ra là đã hoàn tất. Ở phần thông tin dịch vụ, cái ô hồi nãy chưa thanh toán nó chuyển sang là đã thanh toán. Coi như là hoàn tất một cái dịch vụ này cho khách hàng, mình back lại mình coi tất cả những cái này đã hoàn tất. Được không? Đó, đó là một cái quá trình mà một người bán hàng tạo ra những cái dịch vụ, cũng như là khi mà có khách hàng đặt dịch vụ đến thì họ sẽ phải xử lý những cái thao tác như vậy. Được không? Rồi, anh mở rộng ra một chút. Đó là những trường hợp khách hàng vãng lai ha. Còn đối với những khách hàng mà đã có trong danh sách CRM của mình rồi thì như thế nào? Ví dụ như anh sẽ đăng nhập. Đăng nhập rồi ha. Đối với giao diện khách hàng đăng nhập rồi thì họ có thể vào trang cá nhân của họ để họ coi được những cái sản phẩm, những cái đơn hàng mà họ đã từng mua, đang mua, và những cái dịch vụ mà họ đã từng đặt hoặc là đang đặt, đang chờ để sử dụng dịch vụ ha. Thì mình có thể coi được ở cái tab là đơn hàng của tôi, hoặc là quản lý đặt chỗ của tôi. Đó, thì ví dụ như là đối với khách hàng này, mình có thể coi ở cái chỗ quản lý đặt chỗ thì mình sẽ thấy được là khách hàng này là họ có đặt một cái dịch vụ vậy. Đây, đăng nhập vô. Và cái dịch vụ này đang ở trạng thái là chờ xác nhận. Chờ xác nhận là như thế nào? Đó các bạn, trạng thái này là đang chờ cái gì? Đó mọi người. Đây là trang mà khách hàng của mình đăng nhập vào và họ đặt dịch vụ xong thì nó đang ở trạng thái là chờ xác nhận. Chờ xác nhận là chờ ai xác nhận đây các bạn online? Chờ ai xác nhận? Có ai chat ở đây không? Chờ seller xác nhận. Chờ chờ shop. Yes, chính xác ha. Vì đây là người mua cho nên là họ việc của họ chỉ là thao tác đặt cái dịch vụ như lúc nãy anh thao tác thôi, và việc của cửa hàng, của chủ cửa hàng đó, hoặc là chờ seller, việc của seller là phải vào xác nhận. Thì cái thao tác xác nhận y chang như nãy. Và bây giờ anh sẽ open thêm đối với giao diện của cái người mua thì họ có thể vào để xem chi tiết.
Đó, họ vào họ xem chi tiết cái dịch vụ này ha, nó diễn ra vào thời điểm nào. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ không muốn sử dụng dịch vụ này nữa thì họ có thể chọn hủy đặt chỗ ở đây, được không? Được không các bạn? Nắm chỗ này giúp anh ha. Bây giờ anh sẽ bấm hủy đặt chỗ. Bạn chắn muốn hủy đơn hàng này, đồng ý. Rồi, mã đặt chỗ này đã hủy. À, thấy không? Giờ mình sẽ coi thử ở bên trang admin mình nó sẽ như thế nào ha. Anh ví dụ như anh coi cả từ tháng trước đến tháng này đi. Rồi, anh tìm theo cái mã này. Đó. Hủy, đã hủy. Tại vì khách hàng vừa mới bấm hủy đặt chỗ xong. Mình click vào để mình coi chi tiết. Đó. Đã hủy ha. Thì đó đó là cái cách để mình work, để mình xem cũng như là cái lưu lượng những cái mã đặt chỗ nó ra vào như thế nào và cái cách mình tạo dịch vụ. À, thì ở đây á nó đối với những cái mà liên quan đến dịch vụ á thì nó cũng đơn giản hơn cái sản phẩm nhiều ha. Có một vài cái lưu ý là khi các bạn tạo những cái thông tin á thì các bạn cần phải thao tác cho nó đúng thì nó mới hiện ra được những cái mà mình cần, như là ví dụ mình điền thông tin chi nhánh nè, rồi mình điền khung thời gian nè, mình nhập cho nó đúng cái kiểu mà hệ thống nó hiểu ha, giờ không tới phút rồi mình bấm enter nó mới nhập cái đó vô, được không? Nếu mà một số bạn mình không chú ý á, mình cứ nhập lại xong rồi mình tưởng mình bấm dấu cách gì đó là xong, nhưng thật ra nó không phải thì nó là không đúng, được không? Rồi bây giờ thì là đối với cái phần về bài mà dịch vụ thì nó có những cái thao tác như vậy á, thì không biết có bạn nào đặt những cái câu hỏi nào cho anh ở đây không? Có chi nhánh có trường hợp là chi nhánh này cứ bảo hoàn toàn chi nhánh không thì trong lúc này là thì là cái thời gian nó không có thể thay đổi được từ khi trong mà có không dùng được nó Hiểu. thì cái đó là cái gì là làm sao nếu mà em là câu hỏi này em làm sao cái này nó cần ba tác Ừ, rồi ok, anh hiểu được. À, một câu hỏi rất là hay ha. Cảm ơn bạn bạn Nam. Bạn đặt câu hỏi rằng là khi mà mình tạo những cái chi nhánh á, giống như anh tạo hai chi nhánh như vậy, nó chỉ có cái ô để anh nhập địa chỉ chi nhánh và nó chỉ có cái ô là mình nhập vào khung giờ. Sau khi mình nhập cái địa chỉ chi nhánh và khung giờ xong thì nó tự động nó hiện ra đây. Và mình sẽ không có edit được là chi nhánh này chỉ hoạt động ở 2 khung giờ và chi nhánh kia hoạt động 4 khung giờ, đúng không? Là em đang muốn như vậy, đúng không? Thì thật ra là cái này anh sẽ note lại ha, và anh nghĩ rằng là bên product của mình cũng sẽ thiết kế được những cái đó ha. Anh sẽ note lại cái này. Tuy nhiên thì mình sẽ có những cái cách để mình hướng dẫn khách hàng, như lúc nãy anh nói á, là như lúc nãy anh nói là khi mà mình xác nhận đơn á thì mình khoan hay bấm xác nhận vội á, mình nên có một cái động thái là liên lạc với khách hàng để mình confirm những cái gì nó diễn ra như vậy là chính xác. Thì đây là cái cơ hội của mình ha. Thứ nhất là họ quan tâm đến cái dịch vụ của mình họ mới đặt ha. Thứ hai là mình gọi điện thoại cho họ được và mình trao đổi với họ để mình giới thiệu lại một cái khung giờ cho nó chính xác hơn. Thì đó là cái cách hiện tại là mình có thể tư vấn cho khách hàng. câu hỏi của mình thì trên hệ thống của mình ví dụ như một khách hàng đặt khung giờ thì người khách hàng đặt khung giờ còn trong cái trường hợp ví dụ như là quy mô nó không được lớn mà nhiều đặt khung giờ thì thao tác như là người seller nó đặt ra À, tức nghĩa là ví dụ như là cái phòng dạy làm bánh của anh chỉ có thể chứa được 10 người thôi, nhưng mà cùng một thời điểm thôi, nhưng mà tới 20 người đặt ha, thì mình sẽ làm cái gì đây? Thì tại vì mình không thể nào là mình đi từ chối khách hàng, là mình nói khách hàng là hết chỗ anh ơi,
đó, mình nói về nó vô tình vô nghĩa đúng không, mất khách liền thì mình có thể liên lạc lại với khách hàng. Dạ anh ơi, cái khung giờ này bên em à, người, anh ảnh phải dời lại cái khung giờ tiếp theo được hay không, à, tức là mình sẽ dùng những cái mình là sale mà, cái khách hàng của mình là sale mà, họ sẽ phải có được cái đội ngũ để chăm sóc khách hàng đó, thì còn cũng phải liên lạc lại để họ giới thiệu một cái khung giờ khác, à, chứ đừng có từ chối. Ở đây thì anh hiểu là các bạn đang nói đến cái slot, cái capacity đúng không, cái khả năng chứa của cái dịch vụ đó. Ừ, hiểu. Cái đó thì anh đề xuất cái hướng như vậy cho các bạn ha. Ừ. Rồi anh sẽ thử ha, anh sẽ mời một bạn để tạo một cái dịch vụ mới cho anh được không? Anh sẽ mời một bạn. Thôi các bạn học offline là các bạn quá siêng à, anh sẽ mời các bạn online ha. Anh mời bạn, có đứa nào ngồi máy tính gọi dính ở đây luôn á. À, mời bạn Phương Lam được không? À, Nguyễn Châu Phương Lam. Hello Phương Lam ơi. Rồi im lặng quá luôn. À, không biết là bạn có nghe mình không á. Vô trễ nên không nghe hết. À rồi à. Ừ, anh không biết là bạn vô trễ từ thời điểm nào nhưng mà à chưa biết làm hả? Rồi ok, vậy thì chắc là bạn nên xem lại cái video ngày hôm nay ha. Rồi mai mốt những cái khung giờ mình học gọi là nội bộ á, là bắt đầu từ 1 giờ cho đến 2 giờ, các bạn nên nên sắp xếp thời gian vào đúng giờ ha, các bạn sẽ được hướng dẫn cho nó đầy đủ. Tại vì đây cũng là những cái phần mà bổ sung kiến thức cho các bạn. Rồi, cảm ơn em ha. À, mời bạn Thế Anh, Nguyễn Thế Anh. Ok, nghe anh bên đây. Rồi, ok. Bạn có đang ngồi trên máy tính không? À, đang ngồi trên máy tính anh. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái quyền control con chuột của mình cho bạn ha. Ok. Nhờ bạn tạo một cái dịch vụ giúp mình ha. Ok anh. Rồi, bạn điều khiển con chuột của mình vậy. Sao em điều khiển không được ta? Bạn nhìn lên màn hình. À rồi rồi. Rồi ok. À, ở trên màn hình desktop của anh có để sẵn một cái bánh, nó tên là bánh sừng trâu á. Bây giờ em tạo cho anh một cái dịch vụ, tại vì shop của anh làm bánh mà, cho nên là tạo cái dịch vụ sừng trâu giúp anh với. Ok. Wow, tuyệt vời. Rồi, chọn bộ sưu tập. Rồi, có cái bánh sừng trâu kia. Chính xác. Em gõ nó không có ăn chuột ta. Làm lại giúp anh.
Anh gọi à. Em chữ ở Tân Bình với anh Minh. Giống như một cái nhà phải phân phối cho những cái nhà đại lý á. Tân Bình đúng không? Rồi ok, xong. Rồi em ta anh gọi là hồi em tên chữ ở Tân Phú á. Vậy rốt cuộc là ai làm? Chính xác ha. Rồi, nó dễ hiểu mà. Thì cái điểm thành viên này á, cho những cái thành viên mà đang muốn hàng của mình á, luôn một lần là khi mình đã đăng ký thành viên của mình rồi. Rồi, ok. Rồi, xong. Thì chị có tích điểm cho cái nhân web nè, khi mình có muốn hàng của mình. À, đã thấy chưa, mô tả không được để trống nha. Mô tả của em nó anh chưa ta, nó anh chuột chưa ta. Rồi, chữ mô tả. Xong. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Thế Anh ha. Dạ, yeah, ok anh. Rồi, buông buông con chuột giúp anh. Rồi cảm ơn Thế Anh à, rất nhanh chóng ha, bạn cũng đã thao tác lại cái cách tạo một cái dịch vụ à, ok. Và bây giờ mình xem ha, mình xem ở trên cái trang web của mình như thế nào. Công hiện ở đây rồi. Rồi có ha, làm bánh sừng à, sừng trâu mà nãy gõ chắc do bàn phím cho nên là sai một chút chính tả đó, thì coi như là bạn đã tạo xong được một cái dịch vụ ha. Đó thì tất cả những cái mà các bạn làm thì nó cũng đã đầy đủ hết rồi ha. Thì ở cái phần mô tả dịch vụ anh nói thôi mà thì nó cũng có những cái mã nhúng ha, mình có thể trích dẫn link nhúng hoặc là mình viết mô tả thật là hay, sẽ giúp khách hàng đọc hiểu về dịch vụ của mình hơn. À, cái chỗ đó là mình có thể mô tả à, tại sao phải chọn chỗ tôi chứ không phải là chỗ khác. À, chỗ của tôi sẽ có những cái đặc điểm gì nó thú vị hơn, ví dụ như vậy. À. Rồi, tương tự ha, mình sẽ vào, mình sẽ coi được à, đây hai chi nhánh Tân Bình, Tân Phú ha. Rồi, à, đối với khách hàng của mình vì đây là mình demo, mình thao tác thôi cho nên là mình làm tạm như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình đăng những cái địa điểm như vậy thì cần phải có những cái à, địa chỉ cho nó đầy đủ ha. Đó, ok. Rồi à, đó, các bạn đã hoàn thành xong cái bước tạo dịch vụ rồi à, có ai đặt câu hỏi nào cho Minh thêm về cái phần tạo dịch vụ hay không? Ừ, anh sẽ note lại các ý kiến của bạn Nam ha. À, rồi, cảm ơn bạn Phương Lam ha. À, những bạn nào mà vô trễ ngày hôm nay á, các bạn nên xem lại những cái video này, cũng như là đừng có bỏ qua những cái video và những cái chủ đề khác ha. Tất cả những cái video nó đều mang lại những cái lợi ích để giúp các bạn bán hàng nhiều hơn. Rồi, anh xin phép kết thúc buổi hướng dẫn ngày hôm nay ở đây ha. Chúc các bạn chiều hôm nay chốt thật là nhiều đơn. Cảm ơn các bạn.